Rồi cảm ơn em trai lên combo heo cho 155 BBA. Heo này là bán cho em trai đó nhiêu mập? 1249. Cho em coi mốt đẹp không? Ok ha. Còn bát này bát TV6 đúng không ạ? Đúng rồi. 285.000 coi bát vậy không? Bóng không có bị sập. Rồi còn đây là em trai này đi mâm cách leo cho nên là giờ em trai đổi từ canh nhôm lên chụp canh Fox Racing luôn ha. Thì đâu em coi coi bây giờ nó nặng hay không cái đó. Đây. Nặng ha. Cực kỳ nặng ha. Anh có bỏ tiền cho em review miếng nào không? Không. Không ha. Còn bỏ tiền cho anh nữa đúng không? Không, cái cục này là nó từ nguyên cục inox đặt vậy nè, mình tiện xuống cho nên là em thấy nó rất là dày. Chứ nó không phải là đổ khuôn. Đổ khuôn thì nó nhẹ lắm, không được nặng vậy ha. Đây anh em, rất là bóng nha và rất là nặng nha. Này là nguyên cục inox người ta tiện xuống cho nên là nó mắc tiền là như vậy nha anh em. Đó. Rồi, ốc đồ này kia là mình bao cho anh em là những con ốc này vô bát TV6 là rất là nhẹ nha. Nè, dặn rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đó. Con ốc của bên mình bán là ốc xịn nha. Đó. Nó khác với mấy ốc mà trên dưới 4-5 ngàn hoặc 10 ngàn nhiều lắm nha anh em. Rồi cái đĩa này là TV6 nè, KBF nè, 755.000, dây dầu 300 mấy. Thì mua lên một bộ vậy em trai lên cốt inox thay đầu, kèm theo một cái kẽm lò xo với một con ốc nha. Rồi anh em nào có muốn lên nguyên combo hãng điện trước về thì cứ việc liên hệ mình nha. Em tự đâu chạy số? Dạ, em tự Long An chạy xuống. Long An chạy xuống nhiêu cây? 76 cây. 76 cây vậy là dùng giáp biên giới không? Dạ, em ở thị trấn. Thị trấn luôn. Cảm ơn anh trai rất nhiều nha. Giờ anh trai nhân viên anh sẽ đắp lên cho em.